Sáng nay, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức chuyên gia cao cấp Hà Lan PUM do ông Sven Dekker, điều phối viên quốc gia làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với tỉnh Ninh Bình, theo lời mời của lãnh đạo tỉnh trong chuyến công tác tại Hà Lan vào tháng 5 năm 2024, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành đơn vị của tỉnh. Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Hà trân trọng cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm và làm việc với tỉnh Ninh Bình, đồng thời giới thiệu khái quát về lịch sử, tình hình phát triển kinh tế xã hội và những tiềm năng của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh đã và đang thực hiện nhất quán, hiệu quả định hướng phát triển kinh tế xanh và bền vững, lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người vùng đất cố đô làm nguồn lực và động lực phát triển. Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch thân thiện với môi trường, sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững, phát triển toàn diện văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ninh Bình là điểm đến an toàn, tạo được niềm tin của du khách và các nhà đầu tư. Hiện nay, Ninh Bình đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát huy mọi tiềm năng lợi thế, nguồn lực, động lực để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trung tâm lớn có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp, văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng chí cũng hy vọng tổ chức chuyên gia cao cấp Hà Lan sẽ trao đổi đối thoại để có nhiều thông tin, hiểu biết về nhau nhiều hơn, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa tỉnh Ninh Bình và tổ chức chuyên gia cao cấp Hà Lan trong tìm hiểu môi trường đầu tư, khả năng hỗ trợ và hợp tác thực hiện các dự án, đồng thời giới thiệu tiềm năng kinh tế của địa phương, những nội dung mong muốn hợp tác hỗ trợ trong thời gian tới. Điều phối viên quốc gia Sven Dekker bày tỏ vui mừng khi được thăm làm việc tại Ninh Bình, đồng thời cho biết tổ chức PUM do Hiệp hội Giới chủ và Công nghiệp Hà Lan thành lập năm 1978 với trên 3.000 chuyên gia cao cấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ thúc đẩy tinh thần kinh doanh và tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nước đang phát triển và thị trường mới nổi. Hoạt động của PUM tập trung vào một số ngành kinh tế như an ninh lương thực, y tế và môi trường, công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Ông Sven Dekker nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn nhằm trao đổi chia sẻ các thông tin, qua đó tổ chức PUM mong muốn hỗ trợ Ninh Bình phát triển các lĩnh vực mà tỉnh đang có nhu cầu. Phía tổ chức PUM sẽ cam kết đồng hành tư vấn với Ninh Bình trong các dự án cụ thể, đảm bảo sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả. Tiếp đó, hai bên đã cùng nhau chia sẻ các vấn đề như kinh nghiệm triển khai một số dự án mà tổ chức PUM đã và đang hợp tác với một số địa phương của Việt Nam. Giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các giải pháp về phòng chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, trồng rừng, phát triển kinh tế biển vùng Kim Sơn, vấn đề quản trị và tổ chức nguồn nhân lực, nhất là đào tạo ngành nghề phục vụ cho ngành du lịch, kinh nghiệm trong việc xử lý nước thải, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng thành phố Hoa Lư trong tương lai, hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ.